Đó, bây giờ nó quay vòng 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 như vậy nè mọi người ơi. Mọi người thấy không? Em nói nghe nè nha, hồi 2 ngày nay tới giờ là em năn nỉ anh hết cách luôn rồi đó. Em vừa đánh vừa soi, vừa la vừa mắng, vừa nịnh nọt. Trời ơi, con trai gì mà kỳ quá à. Cứng không được, mềm không được nữa, bây giờ muốn cái gì đây? Em biết rồi. Bây giờ em thử một cái cách mới ha, mà một cách duy nhất nữa. Nếu mà không xong nữa thì chắc có nói là em bó tay luôn, không chơi nổi với anh internet này được không? Chuyển chiến lược nha mọi người, bây giờ em phải đổi chuyển đổi chiến lược mới được. Internet ơi, internet à, I love làm ơn nha anh, tối nay em cần like nha, làm ơn đừng có nhảy tới nhảy lui giùm em tí xíu ha, đừng có đá em ra khỏi đường like nữa. Ok, mọi người ơi, bây giờ mình chỉ có cách là tối nay mình sẽ thử. Nếu mà em tối nay em có thể mở đường like thành công và không có bị té xuống like nữa đó, thì chắc có lẽ là anh ấy đã chấp nhận lời thả thính của em rồi ha. Ok, bye bye mọi người.